for you today. Nice to see you again. Ba chum rip su ne tang ok ni sok sa bai chie ne tngai ni ba chup ni sa chie thmai hoi. Okay, chum mui nang English questions and answer ba chum mui nang sam nu nang chum lao phi sao ang kle ba pi kam san 99 channel. Okay, YouTube. Ba okay, lang ni ku nị cứ chỉ mê riêng, xem ra mình sẽ sắc sảo được cái này, chúng bạn tìm bộ môi sum nu, ba ok, ba nghi nghi thế, chẳng sum an chúng mình chúng ta học này. English questions and answers, sum nu nâng chúng lao phía sau ông kia. What's your name? Ta nè chúng mua vậy, Johnson, Johnson. Where are you from? Ta mẹ mua bì bờ tây na. I'm from Manchester, chúng mua bì Manchester. What's your address? Ta sẽ thay đổi nè, phần mán 13 Oxford Street. Bà nơi plâu lấy đọc bấy bà Oxford. Where do you live? Ta nè rùn nơi ná. I live in England. Chúng rùn nơi khnông bà tế ông kê. What do you do? Ta nè thua cá nghĩa với. I'm an English teacher. Chúng cứ chỉ cừu bông riêng phía xa ông kê. What do you like? Ta nè cho chật away. I like reading books. Khom cho chật an super. Okay. Ba. That's easy question. Ba sum nu nghe nghe sam rap mon nea sak sa. Okay. Ala ni som an bdong tiet ba. English questions and answer. Sum nu nung chamlai phea sa angkle. What's your name? Johnson. Where are you from? I'm from Manchester. What's your address? 13 Oxford Street. Where do you live? I live in England. What do you do? I'm an English teacher. What do you like? I like reading books. Okay. Ala ni ku khnyom som an muoy muoy hai nang prae khmai aoy. What's your name? Ta neak chmuoh wai. Chẳng biết thao vọt này xua bì ở vầy mùi mà hay dò này rồi bỏ nẹ nèm này chmua. Ok nèm nâng chmua bà là nít Johnson. Ok chẳng kia xua ta what's your name ta nẹ chmua vầy Johnson bà chmua Johnson bà ok chong có ổn tích tích. Ok lấy cho xùm nua tí bí. Where are you from? Where are you from? Ta nẹ mộc bì bà tế ná. Chúng về này xua bì tì cân lại nè. Hỏi from một bì. Chúng where are you from? Where are you from? Ta nè một bì bà tế ná. I'm from Manchester. Chúng một bì tì cổng Manchester. Chúng Manchester nâng chỉ chung một tì cổng bà kê nè. Ok. Bà dê có bánh bánh. Hãy dừng cho ta xung nô tì bầy. What's your address? What's your address? Ta sẽ thân bỏ nẹ bọn màn. Chẳng biết ta address. Address a sẽ thân. Ok. Xem nụ bạp nâng thì xua bì cái lại. Để dừng sẵn nơi a sẽ thân bỏ dưỡng nè. What's your address? Ta sẽ thân bỏ nẹ bọn màn 13 Oxford Street. Miền này ta plâu lê tập bay Oxford. Chẳng biết ta strip. Nếu cứ plâu strip. Và strip plâu. Ok. Xem nụ tí buồn. Where do you live? Where do you live? Ta nè ru nơi ná. Where su pi ti gần lại. Where nơi ná. Ok. Liêu ru nơi. I live in England. Chom ru nơi khnong bà tế ong kê. Chẳng live ru nơi. In ni nơi khnong England bà tế ong lê. Ok. Ok. Thôi mình tích bà. Cái lòng chạch bò so. Chạch vái. Chạch tích chạch bò so. Xâm nô ti. Bà cho xâm nô. What do you do? Ta nẹ thua vậy. What do you do? Ta nẹ thua ca nghe vậy đấy. I'm an English teacher. Chúng cứ chỉ cừu bằng riêng phía sau kề. Biết ta teacher đấy cừu bằng riêng English này phía sau kề. Ok. What do you do? Ta nẹ thua ca nghe vậy đấy. I'm an English teacher. Chúng chỉ cừu bằng riêng phía sau kề. Ok. Cho từ sum nu ti bằng môi. What do you like? What do you like? Ta nè cho chật away ba. Ta nè cho chật away. Biết ta like nè cho chật. I like reading books. I like reading books. Khi ông cho chật an sư phơ. Chẳng
chẳng like reading ấy cho chật ăn đọc biết book sip hơn like reading book cho chật ăn sip hơn ok ai lấy cứ trong ban ăn sầm nô nâng bộ bài bị rồi hỏi bà ngày nay cứ dừng liền lươn đại sa sầm nô việc lấy lấy ok chẳng sầm ăn mình trong đồng tiết English questions and answers. What's your name? Johnson. Where are you from? I'm from Manchester. What's your address? 13 Oxford Street. Where do you live? I live in England. What do you do? I'm an English teacher. What do you like? I like reading books. Right? Ok, ở lớp chúng chọn ai ôn ôn sách 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 rồi còn mình nhận sách sách xong chơi xong nuôi bọc chồng bà đôi thay môn chứng khả năng chấm lời ok chấm lời chứng xong chơi nơi chấm lời ok tăng chấm ăn word question one what's your name what's your name what's your name What's your name? Johnson. Oh, sorry. Jason. Jason. What's your name? Jason. Ba, chmua ba. Chmua got Jason. Two. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm from Manchester. 3. What's your address? What's your address? What's your address? What's your address? 13 Oxford Street. 4. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in England. 5. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? I'm an English teacher. 6. What do you like? What do you like? What do you like? What do you like? I like reading books. Ok, chẳng chung ban an rồi hỏi hỏi có xong phải tố phong rồi cả an chmua cái lại chạc sẵn nó cứ chung an chọn sẵn chẳng khó chmua nâng tịch bà xong mà chia sẻ và lấy chung xong an bà đồng tiết ná đang xong nua nâng chung lao. English questions and answers. What's your name? Jackson. Where are you from? I'm from Manchester. What's your address? 13 Oxford Street. Where do you live? I live in England. What do you do? I'm an English teacher. What do you like? I like reading books. Okay, let's like some and try my dong tiet. English questions and answers. Some new nung chum lao pisa on clay. What's your name? Ta nè chmua wai. Johnson. Chmua Johnson. Where are you from? Ta nè mok pi prateh na. I'm from Manchester. Khom mok pi tikrong Manchester. What's your address? Ta se than bo nè pon man. 13 Oxford Street. Plau leik dap bay Oxford. Where do you live? Ta nè ru nơi na. I live in England. Khom ru nơi khnong prateh Angkle. What do you do? Ta nè phu ka ngia wai. I'm an English teacher. Khom kư chi kru bung rin phisa Angkle. What do you like? Ta nè cho chet wai. I like reading books. Khom cho chet an siu phau. Ok. Chẳng xong nô này khi bạn đọc xong bì website lợi bấy đại kê bằng riêng phía xa ông kê. Được chứ này khi dọc màu án hoài nâng bộ bài chi phía xa khám ái xâm rạp mật nạ sạc xa riêng tới chạp chế và cứ dừng riêng tam stong đa tại mặt đoàn. Ok. Chẳng xong xong án hoài mặt đoàn tiết. English questions and answers. Mr. Kim Long, right? What's your name?
Jackson, where are you from? I'm from Manchester. What's your address? 1304 Street. Where do you live? I live in England. What do you do? I'm an English teacher. What do you like? I like reading books. Right? Ok, chẳng mê đi nít chôm xôm bình chọc bản năng thằng này nè, cứ dừng riêng lươn bình tĩnh nè. Chẳng rồi biệt bình chênh trong bà ca nà môi đài mình sợ chú bác xôm mà chia sẻ đòi channel cầm sàn cây sập rầm bốn đòi chôm bác mà chắc channel cứ Mr. Kim Long bà. Ok, mà chắc channel cầm sàn cây sập rầm bốn. Ok, chẳng dùng nâng khách khom bằng prang phần lật video all o xâm rạp mật nẹ sạc xá đam bây áp phí vọt nơi chùm nét chùm niến đôi chìa chùm niên computer và chùm niên đần trấy chúng ta cho nó sổ ai computer mình rọt tập bá mình cần nạn đấy mình design những phía sau ông click cứ group cùng rách mình về chỉ có rưu có xong tình ní rưu có xâm nua nâng chùm lao chỉ biết sao ông click bài bộ break mai. Ok chẳng pin chất nơi video này xong chùi chọc subscribe nơi channel chùm phong hoặc chọc xe nhà cần đấng đam bây tựa bàn mình đến thamay thamay pi channel cầm sàn cao sập rạm buồn. Ok và chụp nha nữ video cõi tiết. Thank you for watching. Please subscribe on my YouTube channel cầm sàn 99. See you next time. Bye bye.